Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ. Rồi, như vậy thì bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ra để chúng ta cùng nhau học lời Chúa ngày hôm nay. Xin mời chị em cùng mở ra ở trong sách Matthew, chương 13. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa với nhau ở trong đoạn 13 câu 45 và 46. Xin chúng ta cùng đọc. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tố. Khi đã tìm được một ngọc châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Xin đọc lần thứ hai. Nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hộp ngọc châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Chủ đề tôi chia sẻ với hội thánh hôm nay đó là viên ngọc quý giá. Trong lần trước chúng ta đã có học ở trong câu số 44 là nước thiên đàng giống như của báu chôn trong đám ruộng kia. Một người cứ tìm được thì giấu đi, vui mừng trở về mà bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Hai cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu ngài chia sẻ ở đây, chúng ta đọc vào thì chúng ta thấy dường như gần giống nhau, nhưng thật sự hai cái dụ ngôn này là sự giải nghĩa khác nhau. Ở phần trên nói rằng là nước thiên đàng giống như một cái của báu chôn trong đám ruộng, thì cái của báu đó chúng ta biết đó chính là dân Israel. Và Đức Chúa Trời ngài gửi con một của ngài là Chúa Giêsu đến để tìm và kiếm và đem ra để trở thành một cái của quý báu cho thế gian này. Và Đức Chúa Trời ngài chọn Israel, ngài ban phước cho Israel. Và song song với sự ban phước đó, dân Israel cũng phải chịu sự tỉa sữa. Và trên thế gian này chúng ta thấy đối với dân Israel là một dân rất khôn ngoan, giàu có bậc nhất, và cái gì của họ cũng bậc nhất hết. Và những tỷ phú ngày hôm nay cũng là gốc Do Thái. Họ là những người giàu có sự khôn ngoan và Chúa đã chọn Israel. Đến nỗi người ta có một câu ví von như vậy: Đức Chúa Trời kỳ quái chọn dân Do Thái. Không hiểu tại sao ngài chọn cái dân này. Nhưng không phải chọn cái dân này tự nhiên mà có. Anh chị em nhớ rằng Đức Chúa Trời ngài đã chuẩn bị một cái dòng dõi loài người rất tuyệt vời. Nhưng mà có người phạm tội rồi, sau đó thì ngài tìm một dòng dõi đó là Abraham. Từ một gia đình của một người không tin Chúa, và Abraham mà đi theo tiếng gọi của Chúa, mà ngài hứa dành cho ông tất cả là 7 cái phước hạnh ở trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 cho đến câu số 3. Và ngài chẳng những ban phước cho ông và cho dòng dõi của ông. Như vậy cái của báu đó chính là dân Israel. Còn tôi và mấy bà chị em là người tin Chúa, được gọi là Israel thuộc linh, trong lần trước chúng ta đã học rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái viên ngọc quý giá. Vậy viên ngọc này là gì vậy? Trước hết chúng ta hiểu về cái viên ngọc. Cái hình mà cái người design đưa lên cái viên kim cương là không đúng nha. Ngọc trai phải đúng. Cái viên kim cương thì nó là ở sâu trong lòng đất, rồi nó là carbon, và với cái sức ép của trái đất này và dần dần nó hình thành một cái viên kim cương như vậy. Rồi phải đưa vào cho tay của thợ kim hoàng mài dũa để nó trở nên đẹp. Nhưng cái hộp châu này nó không nói về là viên kim cương, nhưng đây là một cái viên ngọc hay là viên hộp châu này. Nó hình thành trải qua thời gian cũng như trải qua sự chịu đựng của một cái con trai. Chúng ta biết con trai phải không ạ? Thì người ta nuôi và nó ăn có những cái viên cát ở trong cái miệng của nó đó. Nó ăn vào và thế là từ từ nó hình thành từ 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 nhỏ và lớn dần lên. Và khi mà lấy cái viên ngọc trai đó ra thì người ta không thể mài dũa gì được, tại vì nó tròn nhẵn, không phải mài dũa gì được. Cho nên nó tùy thuộc vào cái con trai đó nuôi ở chỗ cái biển nào và cái nước như thế nào để nó hình thành được viên ngọc trai như thế. Và nó rất là đẹp, tùy theo cái màu của nó, màu sắc của nó, và theo năm tháng có những cái vân hay là cái độ trong suốt của nó như thế nào để cái viên ngọc trai đó trở nên là đẹp đẽ. Cho nên viên ngọc đây nó là một cái loại là nguyên khối, nó không phải là do mài dũa hay là cắt xén hoặc là tác động của con người vào yếu tố con người vào trong đó. Vậy thì viên ngọc trai này hình ảnh về điều gì đây? Viên ngọc trai hình ảnh thứ nhất đó là hình ảnh về hội thánh của Đức Chúa Trời. Và hội thánh của Chúa thì nó bao gồm, chúng ta lấy bao gồm cả
người Siêu Na, rồi dân ngoại, và cả hai này kết hợp lại thành hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem lời Chúa ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2. Ê-phê-sô đoạn 2. Chúng ta đọc từ câu 11. 11 cho đến câu số 13. Dạ. Dạ, xin Thánh cùng đọc với tôi ạ. Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bởi tay người ta, gọi anh em mà người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thợ đó anh em không có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. À, câu 14 nữa. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách. Dạ. Chính Chúa Ngài đã hiệp dân Israel và dân ngoại là người tin Chúa vào để trở hai làm một, hay là trở thành một cái khối thống nhất. Nó giống như là cái con trai nó ngậm những cái viên cát vô giá, không có giá trị. Thôi xin lỗi, tôi dùng từ vô giá cho đúng, tức là viên cát không có giá trị, những cái hạt cát ở bờ biển không có giá trị. Nhưng mà khi nó ở trong miệng của con trai, trong cái vỏ của con trai, thì nó bắt đầu nó hình thành lên những cái lớp liên tục mỗi ngày như vậy, và nó hình thành trở thành một cái viên ngọc trai thật là đẹp lóng lánh, để trở thành những cái loại trang sức quý giá dành cho những các cô đeo vào và nhìn thấy rất là đẹp. Sự hình thành này tôi sẽ nói đến phần sau, để làm sao mà chúng ta có thể có hình thành này một cách về thuộc linh nó như thế nào. Cho nên tại nơi đây Đức Chúa Trời Ngài đã ban Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu Ngài đứng vào cái vị trí sức mẻ đó để Ngài kết cả hai làm một, và qua cái thập tự giá của Giêsu để xóa đi cái sự thù hận giữa người Do Thái và dân ngoại. Chúng ta biết dân Israel ngày xưa đó họ rất là kỳ thị dân ngoại, đặc biệt dân ngoại mà gọi là nói để minh chứng một cái dân mà dân Israel gớm ghiếc, đó là dân Samari. Còn trên Kinh Thánh thường thường chúng ta để ý là có người Giuđa và người Rares. Người Rares là người Hy Lạp, tức là dân ngoại. Ngoài dân tuyển Israel thì tất cả gọi là dân ngoại. Nhưng mà tại sao gọi là người Rares? Bởi vì họ là ở gần Israel nhất. Và dân Rares này là dân gọi là dân ngoại bang, dân không có được dự phần vào trong lời hứa, không có một cái gì cả, chỉ được hưởng ân huệ của Chúa thôi. Giống như chúng ta ngày hôm nay vậy, chúng ta vẫn hưởng được ân huệ của Chúa, người Việt Nam. Ăn của trời, uống của trời, hít thở không khí của trời, lâm nguy cứu trời. Nhưng khi anh em quyết định để tin nhận Chúa thì anh em trở thành là gì ạ? Hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta được gọi là Israel thuộc linh. Chúng ta bắt đầu không còn là ngoại quyền công dân nữa. Chúng ta không gọi Đức Chúa Trời là ông trời nữa, mà chúng ta gọi Đức Chúa Trời là gì? Là cha. Cho nên cảm ơn Chúa là chúng ta trở thành một cái viên ngọc quý giá này, và Chúa đã tìm được. Chúng ta xem thêm ở trong sách Côn Tô thứ nhất chương 10 câu số 32. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Rares hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong câu này có 3 phần mà chúng ta nhìn thấy. Thứ nhất là người Giuđa, tức là nói về dân Israel. Thứ hai là người Rares nói dân ngoại. Và thứ ba là hội thánh của trời, đó là sự hiệp thông chung cả dân Do Thái và dân ngoại. Làm sao để có thể có được một cái hiệp thông này? Làm sao để có được một cái dân hội thánh của Đức Chúa Trời này? Nó không phải là đơn thuần thưa anh chị em, mà phải bằng một cái sự trả giá. Trong câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc khi nãy là gì? Một người kia tìm được, một người lái buôn kia tìm được làm gì? Bán hết gia tài mình mà mua cái hộp châu đó. Ở trên thì nói là gì? Là bán hết gia tài mình mua cái đám ruộng đó. Bây giờ bán hết gia tài mình mua cái ngọc châu đó. Đám ruộng mà chúng ta học lần trước, đó chính là thế gian này. Chúa đã trả giá để mua thế gian. Nhưng mà trong thế gian này lại có hộp châu quý giá. Và Chúa Ngài dành đặc biệt cho hộp châu này, bao gồm cả người Do Thái và bao gồm cả dân ngoại là dân được chuộc, để cả hai hiệp làm một, không còn có sự phân cách, vì thông qua thập tự giá để tiêu diệt tất cả kẻ thù nghịch ở trong chúng ta rồi.
Có một điều lạ không, mà không biết bà chị em có để ý không? Một người khi tin nhận Chúa, tự nhiên trong lòng chúng ta, tại chúng ta không biết dân Israel là ai, chúng ta không biết họ mặt mũi ra làm sao. Thậm chí có người nhìn trên bản đồ của thế giới còn không biết dân Israel nằm ở chỗ góc độ nào nữa. Nhưng mà trong thuộc linh, tự nhiên trong lòng tôi bà chị em có một cái tình yêu đặc biệt cho Israel, phải không? Bao nhiêu người có cảm tình đó hả? Chúng ta không biết Israel là ai, nhưng mà có một cái điều gì đó tự nhiên trong lòng chúng ta lại yêu Israel. Tại vì Israel là dân tuyển của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta được tháp vào, chúng ta là dân ngoại mà được tháp vào, chúng ta được gọi là Israel thuộc linh. Vậy thì giữa dân ngoại ngày xưa luôn luôn thù ghét dân Israel, nhưng mà thông qua thập tự giá thì dân ngoại không còn ghét Israel nữa, mà họ lại yêu quý dân Israel. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 16 nói rằng qua thập tự giá mà kẻ thù nghịch bị tiêu diệt, tức là ở trong lòng chúng ta tất cả những sự thù nghịch nó bị tiêu diệt qua thập tự giá của Chúa. Vậy thì hội thánh của Đức Trời, đây là một cái viên ngọc nguyên khối quý giá, và nó bao gồm 7 cái yếu tố của cái viên ngọc này. 7 yếu tố. Chúng ta đọc qua và ông bà chị em sẽ xem chúng ta có 7 yếu tố này thì chúng ta biết là mình là viên ngọc của Chúa. Chúng ta xem Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 đến câu 6. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 đến câu 6. Xin đọc Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 đến câu 6. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, nhưng em đợi bởi chức phận mình đã được gọi đến, một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Xin chuyển qua cái bản hiệu đính giúp thầy. Chúng ta đọc lại lần nữa bản hiệu đính. Xin bắt đầu. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, cũng như anh em đã được gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Dạ, lùi lại câu 6 làm xíu. Ê, câu 4 này. Vậy ở đây chúng ta kể ra coi 7 cái yếu tố này đó là gì. Thứ nhất là một thân thể. Trong thân thể có bao nhiêu chi thể? Nhiều chi thể. Nhưng mỗi một chi thể nó chỉ là một chi thể và nó thuộc về thân. Vậy thì anh chị em và tôi có phải là thuộc về thân không? Dạ, chúng ta dù nhiều, chúng ta dù khác biệt về giai cấp, chúng ta khác biệt về xã hội, khác biệt về giàu nghèo, khác biệt về học thức, khác biệt màu màu da. Thí dụ như mục sư Eric, cao to, da trắng, mũi cao, mắt to, nhưng mà qua cưới người Việt Nam thấp. Sanh con ra cái mặt là mặt Mỹ mà nói tiếng Việt Nam. Hình thể thôi anh chị em, hình thể bên ngoài, nhưng mà bên trong chúng ta đã được Chúa Ngài làm gì? Đã đổi mới hết rồi. Như vậy anh chị em có phải là một thân không? Rồi chúng ta cùng, thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai là một thánh, một thánh linh. Anh chị em có đón nhận thánh linh của Đức Chúa Trời giống như tôi đón nhận không? Và khi chúng ta đón nhận thánh linh của Đức Chúa Trời trong lòng của mình, khi chúng ta tin nhận Chúa, thì chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha. Anh chị em gọi Đức Chúa Trời là gì? Hay là ông nội? Dạ, cũng là cha luôn. Nhưng mà chúng ta cùng một cha, phải không ạ? Cùng một linh sẽ gọi Đức Chúa Trời là cha. Vậy thì cùng một linh có thể ghét nhau được không? Vậy chúng ta có ghét ai không? Nếu có ghét thì chúng ta thấy rằng đó là cái kẻ thù nó gieo cỏ lùng vào đó nha. Cho nên chúng ta cùng một cha, ở đâu cũng vậy, đi đâu mà nghe nó là tin Chúa Giê-xu là chúng ta mừng, chúng ta cảm ơn Chúa vì đó là gì? Đó là cùng một thân và chúng ta có cùng một thánh linh. Thứ ba, có mấy hy vọng? Một hy vọng. Hy vọng của chúng ta là gì anh chị em? Hy vọng đời này hay là hy vọng đời sau ạ? Hy vọng đời này hay là đời sau? Phao-lô nói là ai chỉ hy vọng đời này trong Chúa mà thôi thì là kẻ khốn nạn hơn hết. Tức là chỉ trong mong đời này thôi. Tin Chúa mà Chúa ban phước, con tin Chúa, Chúa ban phước thì con tin là Chúa là Chúa của con. Khi nào mà con cầu nguyện mà không thấy đáp lời thì thôi Chúa không phải là Chúa của con nữa. Không, Chúa là Chúa chúng ta, ngay cả trong hoạn nạn, trong thử thách, trong nghịch cảnh thì Ngài vẫn là Chúa chúng ta. Cho nên chúng ta cùng một hy vọng, đó là hy vọng đời sau. Chúa cho thân thể chúng ta được sống lại,
Thứ bảy tôi, ngày hôm qua tôi đi làm lễ tang bà cụ, bà nội của mục sư Ngọc là năm nay là 90 tuổi. Bà tính Chúa cũng tính ra cũng khoảng được trên dưới chục năm rồi. Rất là trung tín yêu mến Chúa. Đi không nổi nhưng mà ở nhà vẫn thờ vườn Chúa, đọc kinh thánh, thờ vườn Chúa và học lời Chúa qua Messenger của cô Ngọc chia sẻ. Và khi qua bà thì có nhiều đứa con tin Chúa. Chúng tôi chia sẻ có nhiều người thì họ nói là tại sao không có cúng cho bà thế này thế kia. Nhưng mà chúng tôi nói không, bà đã xong cái cuộc đua của bà và bây giờ bà đang ở với Chúa. Linh hồn bà không có ăn, linh hồn ở với Chúa rồi. Chúng ta ăn thức ăn này là do cái thể xác của mình nó nhu cầu mình ăn. Cho nên chúng ta tin Chúa thì không có phải cúng, phải thờ, bởi vì người đó thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta hy vọng bà cụ sống lại. Và tôi và quý ông bà chị em cũng sẽ gặp lại người thân, người yêu dấu của mình. Amen. Giống như hồi tuần trước nữa, anh Quốc nói là hỏi tôi rằng: thầy ơi, cho tôi hỏi cái này cái, vợ tôi ở trên thiên đàng có nhớ tôi không? Thầy sao nhiều khi mình cứ nghĩ là người đó đi với Chúa rồi cũng phải nhớ mình chứ. Ở chỗ rảnh làm gì? Rảnh phải nhớ mình chứ. Dạ. Nhưng mà đừng có cầu xin về báo mộng gì nha. Quỷ nó lừa đó, không có đâu. Thì tôi nói rằng là thiệt ra đó là mình thì mình nhớ họ, nhưng họ không nhớ mình đâu. Tại họ ở trong cái sự vui mừng, sự vinh quang, sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa rồi, họ không còn nhớ đâu. Nhớ làm chi cái bể khổ này, đúng không ạ? Nhớ làm chi mà cái ông tối ngày đi làm lâu lâu về rồi phải còn cung phụng cho ổng. Thật ra thì ở tại nơi Paradis là người qua và đời trước mặt Chúa đó. Chúa nói rằng họ đã lên với Chúa trước hết. Và ở tại đó là gì? Họ ở ngập tràn trong tình yêu của Chúa. Họ ở ngập tràn trong sự vui mừng và sự bình an tuyệt đối của Chúa. Trên phần là chúng ta là lo cho mình nè, đừng có lo cho họ. Họ xong rồi. Nha. Cho nên cảm ơn Chúa là chúng ta có một cái hy vọng là trời mới đất mới, Jerusalem mới. Chúng ta hy vọng ngày mà Chúa Giêsu ngày trở lại, khi tiếng kèn chót của Đức Chúa Trời thổi, thì Kinh Thánh nói gì? Tất cả những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Cho dẫu là thiêu, cho dẫu là chôn, cho dẫu là cá nó ăn không còn gì cả, nhưng mà thân thể chúng ta nó cũng ra từ bụi đất, nó trở về bụi đất. Thiêu nó cũng trở về bụi đất, chôn nó cũng trở về bụi đất, cá ăn nó cũng trở về bụi đất. Nó không thể nào đi ra khỏi cái trái đất này được. Và Chúa đã dùng tay của Ngài để nắng nên lấy đất làm gì? Nắng nên thân hình của Adam và hạ sanh khí vào. Thì cái sanh khí đó mới là quan trọng nhất. Còn cái đất này nó chỉ tạm thời vài chục năm thôi. Một số người nói ngày hôm qua nói rằng là: ô bà sống thọ quá, 90 tuổi sống thọ quá. Nhưng so với Methuselah thì bà sống được bao nhiêu? Methuselah sống 969 tuổi. Adam là sống 930 hả? Cho nên là cái cuộc sống ngày xưa là sống rất thọ. Nhưng sau khi con người phạm tội, sanh khí đoạn 6, thì Chúa đã giới hạn tuổi của con người còn 120 năm thôi. Thi Thiên 90 thì còn bao nhiêu ạ? Còn có 80 à. Bà ngày hôm qua là 90 tuổi, bà sống hơn Thi Thiên 90 luôn. Nhưng mà thật ra quan trọng nhất là gì? Chúng ta thỏa lòng, sống lâu. Thỏa lòng nha anh chị em, sống thỏa lòng. Đó mới là cái sống phước hạnh. Dạ. Cho nên chúng ta cùng một hy vọng. Thứ tư là cùng một Chúa, là Chúa Giêsu, là Đấng cứu chuộc. Có ai tin Chúa nào khác không? Có ai tin Chúa Giêsu An Sang Hồng không? Có ai tin Chúa Giêsu Dương Hướng Bân không? Như vậy thì anh em và tôi tin cùng một Chúa Giêsu ở Nazareth, Chúa Giêsu Christ hay là Chúa Giêsu Kitô, đó là Chúa Con của Đức Chúa Trời hàng sống xuống thế gian này, chỉ đôi dòng lịch sử chết và đền tội cho chúng ta và sống lại thăng thiên. Thì chúng ta tin Chúa Giêsu đó, anh em chắc chắn được cứu rỗi. Thứ năm đó là chúng ta cùng một đức tin. Chỉ có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới được tha thứ và được cứu rỗi mà thôi. Còn đức tin chúng ta đặt bất cứ ở đâu không bao giờ có sự cứu rỗi. Thứ sáu đó là một phép báp têm. Một phép báp têm này là do Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu dạy các môn đồ: hãy đi ra truyền giảng nhân danh Cha, nhân danh Con và nhân danh Thánh Linh mà báp têm cho họ.
anh chị em phải được báp têm nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. Đó là một báp têm mà Chúa Giêsu dạy. Ngày hôm nay nó biến tướng qua nhiều cái báp têm lắm, nhưng mà chỉ có báp têm Chúa Giêsu dạy thì báp têm đó mới là được sự cứu rỗi. Và cuối cùng, cùng một Cha là Đức Chúa Trời. Câu số 6, câu số 5. Số 6, dạ. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người. Chúng ta có Cha về thể xác, rồi có người thì có Cha nuôi, có mẹ nuôi. Nhưng Cha về thuộc linh, Cha của linh hồn thì chỉ duy nhất có một mình Đức Chúa Trời là Cha. Anh em đừng gọi một ai trong thế gian này là Cha linh hồn của mình ngoại trừ Đức Chúa Trời. Amen. Tôi chỉ là người hướng dẫn thuộc linh cho anh bà chị em, chứ tôi không phải là Cha của anh chị em. Cho nên anh chị em đừng có gọi là Cha. Tôi thấy có nhiều người ở trên mạng thấy tôi cầu nguyện, đăng nhiều clip cầu nguyện, cái nhắn tin: Cha ơi, xin Cha cầu nguyện cho con để con được chữa lành. Đó, tôi không phải là Cha. Tôi là mục sư, tôi là người hầu vì Chúa. Như vậy chúng ta có 7 cái yếu tố này, chúng ta tin có 7 yếu tố này thì chúng ta chắc chắn rằng là một khối thống nhất gồm 7 điểm. Anh em nhìn thấy cái ánh sáng, cái cầu vồng đó, chúng ta thấy nó đẹp đó, mà vào những lúc mà mưa nó nhìn thấy cầu vồng đẹp. Nhưng mà cái cầu vồng đó khi người ta phân tích ra nó có bao nhiêu sắc cầu vồng đó, có cái là 7 sắc cầu vồng, nó rất là đẹp, là bao gồm vàng, xanh, đỏ, vàng, cam, lam, tràm, tím, rất là đẹp. Và nó phối như vậy đó, nó làm cho cái ánh sáng nó làm đẹp lung linh lên. Cho nên vì sao tôi khi nhìn đó tôi mới thấy là vì sao mà các cô phải tô thêm cái môi son, rồi thêm cái màu đen ở trên mắt nữa. Tại nó như vậy nó mới đẹp. Nó sáng ra. Nó vui thôi. Cho nên cảm ơn Chúa là chúng ta cùng một khối thống nhất. Anh chị em có thể nói cùng với tôi: chúng tôi cùng một khối thống nhất. Bao gồm một thân, một báp têm, một hy vọng, một thánh linh, một đức tin, một Chúa và một Cha. Amen. Đó là xác định cái điều mà chúng ta cùng một khối thống nhất. Anh em đi năm châu bốn bể ở đâu đi chăng nữa, dù cho hội thánh nhóm ở ngoài rừng, nhóm ở sân vận động, nhóm ở trong nhà nhỏ, hay là chỉ có vài ba người nhóm lại, thì tất cả chúng ta đều là chi thể trong thân thể Đấng Christ. Đừng phân biệt. Đừng có nói hội thánh tôi to, hội thánh tôi nhỏ, hội thánh kia thế này thế kia. Không. Vừa rồi tôi thấy có một cái clip đăng lên và cái hội thánh nó nhóm trong cái nhà rách nát hết. Tôi không biết là như dân châu Phi hay gì vậy. Và khi bắt đầu thờ vườn Chúa, người hướng dẫn đó, chúng ta cùng nhau đứng lên thờ vườn Chúa. Ô, và bắt đầu họ đứng lên. Ông bà chị em tưởng tượng ơn, họ người da họ đen và nhìn lên, quay lên mấy cái nhà, ở trên đó thì lá nó rách hết rồi. Nhưng mà họ vỗ tay, họ hát: một ngày tươi mới Cha đã ban cho ta. Họ hát tiếng khác. Và anh em để ý, nếu mà coi cái clip đó, anh em nhìn đến cái gương mặt của họ đó, sáng ngời, tuyệt vời. Tôi nhìn, tôi thấy gương mặt của đẹp, quá đẹp luôn. Nó chiếu lên một sự vinh quang, nó chiếu lên một cái hy vọng, nó chiếu lên một cái sự bình an lạ luôn. Họ thỏa lòng trong tất cả, họ không cần phải ngồi trong một cái nhà có máy lạnh, họ có cái nền đất, nhưng mà họ thờ vượng Chúa một cách hết lòng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có phòng nhóm, có ghế ngồi. Trước đây chúng ta ngồi ghế nhựa, nhưng bây giờ chúng ta ngồi, ủa cũng ghế nhựa nữa. Nhưng mà nó đẹp hơn phải không ạ? Nó đẹp hơn, nó khang trang hơn. Và chúng ta muốn nó đẹp hơn nữa. Nhưng mà có đẹp hơn lên bao nhiêu chăng nữa, mà nó không đẹp ở bên trong thì coi như là vô nghĩa. Nó cần phải đẹp cả trong và lẫn ngoài. Amen. Và Chúa cho đi, hội thánh của Chúa sẽ tiếp tục được phát triển hơn nữa, để công việc của Chúa càng ngày càng mở rộng ra, phương quốc của Chúa được mở rộng ra. Chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta thấy dường như là có nhiều giáo hội, có nhiều cái hệ phái, chúng ta thấy dường như là chia rẽ. Nhưng không, nó đang đẹp. Trong cái bài chia sẻ hồi cái ngày cầu nguyện vừa rồi, tôi có chia sẻ nào là Baptist, nào là ngũ tuần, nào là giám lý, nào là CMA, nào là CMA, CMF gì đó chúng không biết. Nhưng mà tất cả đó là phản ánh vẻ đẹp của Đấng Christ. Hoa thì có nhiều loại phải không ạ? Hoa hướng dương có, hoa hồng có, hoa cúc có. Chúng ta thấy rằng là khi mỗi một hoa vậy, nó khoe sắc, mặc dù hướng dương nó to hơn hoa cúc có thể là gấp bao nhiêu lần, nhưng mà nếu chúng ta soi vào kính hiển vi thì cái hoa cúc nó có vẻ đẹp của hoa cúc. Cái nào cũng vậy, nó có vẻ đẹp của nó. Đức Chúa Trời tạo dựng nên nó một cách kỳ diệu. Cho nên chúng ta không được phép chê ai cả.
không được phép chê anh em của mình ở trong Chúa. Họ là những người tin Chúa. Chúng ta cầu nguyện để cho họ càng ngày càng được trưởng thành ở trong Chúa. Bởi vì sao? Họ dù sao chăng nữa họ vẫn là viên ngọc gì? Ngọc châu quý giá. Amen. Chúng ta quay người bên cạnh đó rằng anh chị là viên ngọc quý giá của Chúa. Đẹp tuyệt vời. Amen. Hallelujah. Yeah. Có những viên ngọc đang hình thành. Có những cái ngọc trai nó đang hình thành. Nó có thể vòng đời nó chứa bằng anh chị em. Nó đang hình thành. Nó từng có những lớp, nó càng ngày nó hình thành. Mỗi ngày cái lớp nó hình thành. Mà đôi khi anh chị em đã hình thành và anh chị em đã đẹp rồi, mai mốt họ lại cũng hình thành, họ cũng đẹp như anh chị em. Viên ngọc màu trắng nó đẹp theo kiểu màu trắng, và viên ngọc màu đen nó đẹp theo kiểu màu đen. Amen. Anh chị em có thấy ngọc trai đen chưa? Nó mắc hơn ngọc trai trắng nữa. Không hiểu nó sao mà Chúa cho hình thành xong nó đẹp. Nó bóng ngời ngời như vậy, mà trong có những cái vân đặc biệt, nó đẹp đặc biệt như vậy. Cho nên Chúa ngài ban ơn điều rồi chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy được những vẻ đẹp của nhau ở trong Chúa. Và hãy làm sao khích lệ để những cái vẻ đẹp đó càng ngày càng phát triển hơn. Và những cái điều xấu xa nó bị loại trừ, bởi vì những điều đó không đến từ Đức Chúa Trời. Nó phải ra khỏi. Anh em càng chú tâm vào vẻ đẹp và chú tâm vào những điều tốt, chúng ta chúc phước cho những điều tốt, nói những điều tích cực, thì cái điều tiêu cực và sự xấu xa kia nó càng ngày nó biến mất. Nếu vợ tôi mà cứ nói chỉ vào tôi vào mỗi ngày cứ nói toàn là nhìn thấy cái điều xấu của tôi thôi. Ai không có điều xấu à? Mà nếu chỉ nhìn vào điều xấu thì tôi ì ra luôn. Kệ nó, anh vậy đó, chịu không chịu thôi. Vậy thì ai mệt? Vợ mệt hay chồng mệt? Cả hai cùng mệt. Tại vì sao? Lúc bây giờ chúng ta chịu đựng nhau. Thay vì chúng ta sẽ yêu thương nhau thì bây giờ chúng ta chịu đựng nhau. Và càng ngày tôi càng khám phá ra ở vợ tôi những cái điều rất là tuyệt vời của vợ tôi. Vợ tôi cũng về cũng nhìn thấy những cái điều mà Chúa đã tạo dựng nên tôi, và Chúa đã uốn nắn tôi, tôi luyện tôi từ ngày chúng tôi cưới nhau cho đến bây giờ. Mà càng ngày những cái thói hư tật xấu nó đã ra khỏi, nó biến mất. Mà thay vào đó là những điều mà quan tâm và yêu thương nhau. Cảm tạ Chúa. Cho nên hiện tại chúng ta nhìn thấy hội thánh thì ô nhóm này, nhóm kia, nhóm nọ, anh em đừng quan tâm. Hãy nhìn, hãy quan tâm có 7 cái điểm chung. Cái khối thống nhất có 7 điểm đó mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên ở trong mỗi hội thánh. Dù có nguy nga, dù có lộng lẫy mức độ nào thì nó cũng không ra khỏi 7 cái điểm này. Đó. Hột châu thì mỗi ngày mỗi lớn ở trong miệng của con trai. Nhưng Chúa, hội thánh của Chúa cũng vậy, mỗi ngày mỗi biến đổi và trở nên tinh rồng để trở nên giống đấng Christ. Hột châu quý giá và rất là đẹp, và hội thánh của Chúa cũng vậy. Đừng bao giờ khinh dễ một đứa trẻ nào mà Chúa bằng mua bằng huyết của ngài. Nó là tạo vật tuyệt mỹ của Chúa. Chúng ta thấy có những đứa bé ô đến rồi nó chạy râm 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 râm, rồi nó làm cái này, làm cái kia, nó làm cái nọ. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa có phát hiện được, chúng ta chưa có làm được nổi bật cái điểm đẹp ở trong lòng của các cháu. Đúng không chị em? Có những đứa nó vào đây hôm học thiếu nhi, nó quậy, nó hút thuốc, rồi nó đủ thứ hết trơn. Nhưng mà các thầy cô giáo vẫn nhẫn nại và cầu nguyện để gieo những lẽ thật, lời Chúa vào. Mà sau chỉ có 2 ngày rưỡi kỳ trại thôi, các cháu bắt đầu thay đổi. Đó, các cháu bữa nay cũng có đi nhóm ở đây. Bây giờ là đẹp rồi. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước để đời hội thánh của Chúa trong những ngày tới sẽ có đầy những điều quý giá. Rồi cái điều cuối cùng mà tôi học cùng với bà chị em ở đây là gì? Đó là khi cái người lái buôn họ tìm được hộp châu quý giá thì bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Chúng ta lưu ý ở đây Kinh Thánh dùng cái từ là người lái buôn. Đi buôn thì sao anh chị em? Lỗ ở lời ạ? Đi buôn trước nhất là phải trả cái gì ạ? Trả tiền, phải không ạ? Đi buôn là phải có tiền đầu tư. Thế là Đức Chúa Trời đã đầu tư để mua cái hộp châu này bằng cái giá như thế nào ạ? Đó là mạng của Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy ở đây cái người này làm gì? Tìm được, khi đã tìm được một hộp châu, anh em lưu ý là ở đây mấy hộp châu ạ? Một hộp châu. Một hộp châu, không phải là nhiều hộp châu. Một hộp châu quý giá. Rồi người này đã cho về bán gia tài.
Dù chúng ta có rất nhiều thánh, nhưng thật ra chúng ta chỉ có một hội thánh thôi. Chúng ta có rất nhiều người chăng, nhưng có mấy người chăng lớn ạ? Một người chăng lớn là Chúa Giê-xu, là đấng chăng hiền lành. Và người này đã về để bán hết gia tài mà mua đám ruộng đó. Chúng ta xem cái việc mà bán gia tài này như thế nào. Ở trong Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Chúng ta đọc chung với nhau Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Xin bắt đầu. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Câu 7. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự ngã mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ở đây, người lái buôn đã bán hết gia tài của mình để mua đám ruộng đó. Chúa Giê-xu Ngài đã đánh đổi tất cả để mua được cái hộp châu. Xin lỗi, ông bà chị em, nãy tôi dùng cái đám ruộng làm đúng, là hộp châu. Như vậy Ngài đánh đổi cái gì? Thứ nhất là Ngài từ bỏ mình đi. Thứ hai, mặc lấy hình tôi tớ. Thứ ba, trở nên giống như loài người. Thứ tư là vâng phục cho đến chết. Và thậm chí là gì? Chết trên thập tự giá. Mỗi khi anh chị em cảm thấy khó chịu vì một ai đó, anh em hãy nghĩ đến cái điều mà Chúa Giê-xu đã trả giá cho mình, thì lập tức chúng ta sẽ thấy người anh em mình dễ chịu ngay. Mỗi khi chúng ta thấy rằng là cái hoạn nạn, cái thử thách mà tôi phải trả giá cho việc tôi theo Chúa, cảm thấy nó sao, người này ghét người kia, nói nặng người kia, chỉ trích, anh chị em hãy nhớ đến là gì? Chúa Giê-xu Ngài tự bỏ tất cả mọi vinh hiển của thiên đàng để Ngài xuống trần gian này, ở trong một cái chuồng của súc vật ăn. Và Ngài bị treo trên thập tự giá một cách nhục nhã kia. Nhưng không dừng lại ở đó, Philip đoạn 2 câu 9 câu 10. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên được rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Và khi nghe đến danh Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải được quy xuống. Mọi lưỡi đều xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái sự bán gia tài này để mua cái hạt châu đó, bán gia tài này chính là Chúa Ngài từ bỏ tất cả mọi thứ để làm gì? Để dành tất cả cho chúng ta, để dành tất cả cho hội thánh của Ngài. Roma đoạn 8 từ câu 31 cho đến câu 34, chúng ta mở ra đọc chung với nhau để thấy được cái điều kỳ diệu của sự đánh đổi mà Chúa Ngài đã dành cho chúng ta. Roma đoạn 8 31 cho đến câu 34. Dạ, chúng ta đọc cùng nhau. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Xong, xin lỗi anh em, mở qua bản dịch truyền thống. Rồi, xin đọc bắt đầu. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Nếu Chúa vừa giúp, ai sẽ nghịch lại với chúng ta? Ngài không tiếc Chúa Giê-xu thì Ngài ban tất cả cho chúng ta cùng với Chúa Giê-xu. Như vậy anh chị em thấy là gì? Bán hết gia tài đó, đánh đổi tất cả mọi thứ, bán mọi thứ, không phải chỉ cái phước hạnh về thuộc thể, không phải chỉ sự cứu độ linh hồn nữa, nhưng Ngài ban các ơn cho chúng ta để có thể phục vụ Chúa ở trên thế gian này. Rồi người có người thì sao? Kiện con của Chúa. Kinh Thánh trả lời như thế nào? Đức Chúa Trời nói, ta xưng nó là công bình đó. Có ai đó kiện chúng ta? Ma quỷ là kẻ kiện cáo. Nó nói rằng anh chị em không có đủ công bình để mà được cứu đâu. Nhưng mà anh chị em sẽ nói gì? Đức Chúa Trời xưng tôi là công bình. Đây là lẽ thật. Đức Chúa Trời xưng ta là công bình. Đức Chúa Trời xưng tôi là công bình. Chúng ta tin và xác chứng điều này, ma quỷ không thể nào lừa dối chúng ta được nữa anh chị em. Amen. Dạ. Yeah. Rồi ai lên án họ? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết, đã sống lại. Ngài đang ngự bên hữu trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Thế anh chị em, mỗi ngày có người lên án mình không? Ai lên án mình ạ? Ma quỷ là kẻ định tội, kẻ lên án, kẻ kiện cáo.
Rồi có những người khác lên án mình không? Có. Có người ngoài lên án mình không? Có người bên cạnh lên án mình không? Nhưng anh em đừng lo. Có ai cầu thai à? Ai ngồi cầu thai chúng ta rồi? Chúa Giê-xu rồi. Amen. Cho nên không lo, không cần lo. Nhưng mà nếu có ai lên án, mình phải xem lại coi mình cái điều mà người ta lên án có đúng hay không. Amen. Và cái điều mà cuối cùng mà tôi nói anh chị em ở, xin đọc câu 37. Roma đoạn 8 câu 37 xin đọc. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Tất cả những kẻ nghịch, tất cả kẻ lên án, tất cả kẻ kiện cáo, tất cả những cái hoàn cảnh hoạn nạn khốn cùng bắt bớ đói khát trần truồng nguy hiểm hay là gươm giáo để phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa, nó làm cho ta nghi ngờ ở Chúa thế này, Chúa thế kia. Ông bà chị em đừng lo lắng về điều này, hãy nhớ rằng là trong tất cả mọi sự đó chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà toàn thắng. Xin Chúa ngài ban phước để rồi hội thánh của Chúa biết được cái sự quý giá của chúng ta là viên ngọc. Đức Chúa Trời ngài nhìn viên ngọc và ngài thấy viên ngọc quý giá. Anh chị em nghĩ cái con trai khi nó ngậm cái viên ngọc ở bên trong, nó có biết cái viên ngọc này quý giá không ạ? Mà nó chịu đựng đúng không? Nó phải chịu đựng. Nhưng mà mỗi ngày, cứ mỗi ngày một kia, cuối cùng nó hy sinh và cái viên ngọc được bộc lộ ra. Có thể chúng ta cũng đang phải đối diện, cảm thấy sao mà đi theo Chúa, sao thế này, sao thế kia. Và những anh chị em khác cầu thai chúng ta, khích lệ chúng ta để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó. Tại vì lúc bấy giờ anh chị em không thể nào tưởng tượng được rằng một ngày nào đó khi cái viên ngọc nó đã hình thành rồi thì nó được đặt ở trong một cái vị trí cực kỳ là sang trọng. Cho nên sư phụ Phaolô nói như thế này: những sự đau đớn bây giờ không thể nào so sánh với sự vinh hiển hậu đến. Nếu có cái điều gì nó hơi chật vật một chút, nếu có anh em ở trong hội thánh nhiều khi nó cọ sát một chút, bất hòa một chút, hãy cậy ơn của Chúa để biết rằng qua những cái chiều thương khó của Chúa Giê-xu để chúng ta trở thành những cái viên ngọc quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Quay người bên cạnh nói rằng là anh chị cực kỳ quý giá. Amen. Hallelujah. Chúng ta là người quý giá trước mặt Chúa. Amen. Tuyệt vời trước mặt Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Giá trị được Chúa ngài đánh đổi, ngài đã ban cho tôi bà chị em, ngài phải trả giá tất cả cho tôi bà chị em trở nên đẹp đẽ ở trước mặt ngài. Amen. Hơn thế nữa, tôi bà chị em sẽ được trình lên ở trước mặt Cha thiên đàng của chúng ta. Amen. Hallelujah. Hãy nghĩ đến những điều phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Chúa Jesus Christ, để anh chị em không nản lòng, anh chị em không buồn rầu, anh chị em không mệt mỏi và tiếp tục bước đi theo Chúa, tiếp tục yêu thương, tiếp tục đắc thắng ở những cái nghịch cảnh ở trong đời sống. Qua đó mà chúng ta sẽ trở thành những viên ngọc quý giá, mà khi được đặt ở vị trí quý giá, nó thật sự nó đã trải qua biết bao nhiêu cái sự thử thách rồi. Cảm tạ Cha, cho ban ơn cho tất cả chúng ta để không một ai bị khinh dễ. Tất cả chúng ta đều đẹp ở trước mặt Chúa. Xin mời thánh đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện giờ này. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.